Chào thầy và các bạn, hôm nay là Nguyễn Quang Huy, mã số sinh viên 1615-1172. Hôm nay là bài tập số 7, đo nhiệt độ 2 cân 3-4 dùng LM35 hiển thị trên LED LCD 16x2 có cảnh báo quá nhiệt độ khi nhiệt độ vượt qua 40 độ C. Yêu cầu thiết kế phần cứng, viết chương trình và mô phỏng. Sau đây là phần cứng của em. Đây là phần cứng của em, đây là phần xung, đây là cảm biến nhiệt, đây là LCD 16x2, còn đây là LED cảnh báo khi quá nhiệt độ sẽ sáng lên. Thay báo 16 include 16S887.H, device IDC bằng 10, full HS, no protest. Dù delay clock 20 độ, DeFi LCD RS pin E0, E1, E2 là khai báo cho thư viện TV LCD, DeFi clear 0-1, khai báo mã LCD, khai báo biến ND1, ND2, chương trình chính là set chip D, set chip E, output drive pin C0, ADC port SAN3, SAN4, setup ADC, AC clock, internal VSS, VDD, LCD setup, LCD common data, khai báo cho ND1, ND2. Quay chu set ADC channel 3 ND1 bằng RIC ADC 2.046 LCD common 0.86 LCD mã là, đây là nói cho hàng chục hàng đơn vị là cho cảm biến như số 1, nói cảm biến như số 2 hàng chục hàng đơn vị trên ra trên C0. Nếu chưa ND là hơn 40, ND là hơn, ND1 là hơn 40, ND2 là hơn 40 thì output trên C0 hiện cao là LC data hiển thị cảnh báo nhiệt delay là 100, ngược lại thì delay 1000, LCD setup, LCD common 8x80, LCD data là ND1 bằng nhiệt độ bao nhiêu, ND2 bằng nhiệt độ bao nhiêu, chương trình là chạy chương trình đây, tăng nhiệt độ, cảnh báo nhiệt, đèn led sáng. Số 2 cảm báo nhiệt. Đây, sau này là bài báo cáo của thầy.